Bây giờ cô Tranh sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt khóa, khóa học cũng như hướng dẫn các bạn cách học khóa chuyên đề ngữ pháp 11. Đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào trang moon.vn. Khi các bạn truy cập vào thì các bạn sẽ nhìn thấy giao diện màn hình như này. Sau đó các bạn sẽ nhìn vào góc phía bên phải của màn hình, kích vào đăng nhập. Khi các bạn kích vào đăng nhập thì các bạn sẽ thấy hiện ra hai mục là đăng nhập và đăng ký với các bạn chưa có tài khoản mua thì các bạn sẽ kích vào mục đăng ký để tạo tài khoản như cô cho anh đã có tài khoản rồi thì cô sẽ kích vào mục đăng nhập sau khi cô cho anh đăng nhập xong thì cô cho anh sẽ tiếp tục uh, kích vào avatar tài khoản ở mục này các bạn sẽ kéo xuống dòng thứ ba kích vào kích hoạt sách id tại đây các bạn sẽ thấy hiện ra hai dòng dòng thứ nhất là nhập mã kích hoạt mã kích hoạt này là mã mà khi các bạn đăng ký khóa học thì bên pet học tiếng anh việt cô cho anh có cung cấp cho các bạn cái mã này Bây giờ các bạn sẽ nhập mã kích hoạt của mình vào này. Ví dụ mã kích hoạt của cô cho anh là 156 727 1966. Dòng thứ hai các bạn nhập ID sách. ID sách này chính là cái dòng ID ở trên trang bìa của cuốn sách hóa học mà các bạn nhận được. Với các bạn chưa nhận được sách thì các bạn sẽ nhập cho cô dòng ID như sau. Các bạn nhớ cho cô là ID sách hóa học của chúng ta là 289 000 Rồi các bạn sẽ kích vào kích hoạt Vậy là chúng ta đã kích hoạt thành công khóa chuyên đề ngữ pháp 11 Sau khi các bạn kích hoạt thành công khóa học thì các bạn sẽ kích vào tên của khóa học Tại đây các bạn sẽ nhìn thấy giao diện của khóa học Khóa học của chúng ta sẽ có những mục sau Mục thứ nhất là mục hướng dẫn Ở cái mục này thì cô Trang sẽ đăng tải cái video hướng dẫn học mà cô Trang đang quay này cho tại cái mục này để mà các bạn tiện để các bạn theo dõi nếu giả sử sau này các bạn gặp khó khăn thì các bạn có thể xem lại phần video hướng dẫn này mục thứ hai là mục tài liệu khóa học thì ở cái mục tài liệu khóa học này cô sẽ đăng toàn bộ tài liệu của khóa cấu trúc và khóa viết bạn thân mến cái cuốn sách khóa học mà các bạn nhận được này thì nó sẽ có bài tập hàng tuần từ tuần 1 tới tuần số 21 Thế còn những cái nội dung mà không có trong sách thì cô cho anh sẽ để ở cái mục tài liệu khóa học ở dưới dạng PDF này thì ở cái mục tài liệu khoa học này sẽ có cái phần tài liệu của hai khóa nhỏ đó là khóa luyện viết và khóa cấu trúc thì các bạn sẽ kích vào cái mục tài liệu khoa học này hàng tuần thì cô cho anh sẽ mở tài liệu khoa học thì các bạn sẽ vào các bạn tải về ví dụ ở tuần 1 thì chúng ta sẽ có là tài liệu của khóa cấu trúc là chúng ta sẽ học về giới từ và bài tập khóa viết tuần 1 thì bạn sẽ kích vào Chứ Tại đây bạn sẽ nhìn thấy ở dưới của cái tên tài liệu có cái chữ là download tài liệu. Các bạn chỉ cần kích vào cái chữ này là các bạn có thể tải tài liệu về rồi. Rồi, ngoài cái mục tài liệu khóa học ra, thì nó sẽ có hai cái khóa nhỏ, đó là khóa luyện viết và khóa cấu trúc. Ở cái khóa luyện viết này thì cô cho anh sẽ soạn dưới cái dạng bài tập tự luận. Bởi vì bài tập chính, bài tập hàng ngày của chúng ta là bài tập trắc nghiệm mà. Thì cô cho anh có cái khóa luyện viết này để cho các bạn luyện những dạng bài tập tự luận. Với dạng bài tập tự luận này sẽ có dạng bài viết lại câu, dạng bài chia động từ, dạng bài sắp xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh, dạng bài dùng từ dùng từ gợi ý để tạo thành câu hoàn chỉnh. Dạng bài phát hiện lỗi sai nói chung là toàn bộ những dạng bài ở dưới dạng tự luận thì sẽ có ở trong cái khóa viết này để cho các bạn có thể là học một cách toàn diện và đầy đủ nhất. Chúng ta có được chúng ta có thể được trải nghiệm với đa dạng các dạng bài mà sau này nó sẽ phù hợp với cái tiêu chí thi của các bạn cả dưới dạng thi tự luận và thi trắc nghiệm. Ngoài cái khóa luyện viết ra thì sẽ có cái khóa cấu trúc thì ở trong cái khóa cấu trúc này thì cô cho anh sẽ đưa một số cái nội dung vào những cái nội dung chuyên đề ngữ pháp mà chúng ta chỉ cần thừa nhận cấu trúc để mình có thể làm được ấy thì cô sẽ đưa vào khóa cấu trúc này thì trong cái khóa cấu trúc này nó sẽ có những cái phạm trù như là phần giới từ rồi cụm động từ danh động từ động từ nguyên mẫu nhờ thành ngữ cụm từ cố định thì trong cái khóa cấu trúc này của chúng ta sẽ có đủ và một ngày của khóa cấu trúc thì nó sẽ có cái mục đó là cái mục mà lý thuyết này nhờ mục bài tập và mục chữa bài chờ cái này là do cô cho anh bật cái khóa học tôi là cô mở trước cái thời hạn để cô quay video lên là cái phần chữa này nó lên đầu chứ còn bình thường theo thứ tự nó sẽ là cái phần lý thuyết chưa khi các bạn kích vào phần lý thuyết thì bạn sẽ thấy là toàn bộ cái phần lý thuyết về cấu trúc này được trình bày dưới cái dạng flashcard nhờ với cái dạng mà nhờ có cái gọi là có hình ảnh như này để các bạn có thể là ghi nhớ dễ hơn thì các bạn thấy là các bạn nhìn thấy là mặt phía trước nó sẽ gồm có hình ảnh và có cấu trúc mặt phía sau sẽ có nghĩa nhờ tiếp tục như vậy khi các bạn muốn xem, như muốn học những cấu trúc khác, các bạn chỉ cần kích vào cái chữ từ mới bên dưới. chúng ta sẽ thấy là nó sẽ hiện là lượt hiện ra những cái 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 flash về cái cấu trúc này chúng ta học. thế còn cái danh sách về cái cấu trúc mà chúng ta học thì sẽ có mục này là tổng hợp. mỗi một ngày cô sẽ chỉ cho các bạn học khoảng 10 cấu trúc thôi nên nó sẽ không quá nhiều. nhưng mà các bạn nhớ cho cô là nếu như chúng ta tích tiểu lại, tức là chúng ta tích lũy lại hàng ngày nó sẽ rất là nhiều. Nếu như ngày mỗi một ngày 10 thì 10 ngày là 100 cấu trúc rồi. Nên là bạn nhớ cho cô là để để mà không bị ngợp trong cái số cấu trúc số kiến, số kiến thức này thì các bạn nhớ là chúng ta học bài của ngày hôm nào hết bài của ngày hôm đấy. Hôm nay bài của mình có 10 cấu trúc thì cố gắng học thuộc 10 cấu trúc. Ngày mai chúng ta lại có 10 cấu trúc mới, tiếp tục tiếp tục như vậy. Nên các bạn nhớ là khóa học của cô Trang Anh nội dung được rất là nhiều. Nên các bạn nhớ là cố gắng bài của ngày hôm nào hết bài của ngày hôm đó không để bài tồn nhé. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đến cái mục tiếp theo đó là mục tổng hợp like thì ở trong cái mục này tất cả những cái video live stream hàng tuần cô trang sẽ tải lại từ facebook và cô sẽ đăng ở cái mục tổng hợp like này để cho các bạn tiện theo dõi bạn nhớ cho cô có một điều nữa đó là trước các buổi học live stream thì cô trang sẽ quay những cái phần video bổ trợ cho cái bài học đó Nên là trước các buổi học các bạn có thói quen là vào cái mục tổng hợp like này để các bạn sẽ xem trước các video bổ trợ này như là để mà cái buổi học của chúng ta sẽ hiệu quả hơn, tức là coi như là các bạn xem trước bài. Thì trước khi các bạn xem cái phần video bổ trợ này các bạn đọc qua cái lý thuyết ở trong sách khoa học của các bạn trước, rồi cho sau đó các bạn sẽ xem video bổ trợ này. Cái nội dung video bổ trợ này sẽ không giống với cái nội dung live cái cái nội dung video bổ trợ sẽ không giống với nội dung livestream. Tài liệu trong video trong cái phần livestream bổ trợ này cũng không trùng với tài liệu trong livestream. Vì vậy mà các bạn nhớ là chúng ta sẽ học cái phần cái phần bổ trợ này trước nhờ để mà khi chúng ta học cái live stream thì bài chúng ta sẽ nó sẽ ngấm bài hơn rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần nội dung nội dung chính của khóa học với cái phần nội dung chính của khóa học thì bạn sẽ thấy được là cô cho anh sẽ có bố cục nó sẽ chia thành bài tập từng tuần một như thế này và có thời gian học rõ ràng như là các bạn kích vào cái bài tập tuần một thì trong bài tập tuần một nếu trong cái tuần đó chúng ta có bao nhiêu buổi livestream nó sẽ hiển thị ở đây ví dụ tuần một chúng ta có hai buổi học livestream thời gian của các buổi học live stream cũng đều hiển thị hết đây rồi Nên các bạn có thể dễ dàng theo dõi được cái lịch học live stream của mình Nhờ, Cô cho anh không nhắc lịch học đâu, chúng ta cứ nhìn cái lịch học này Đúng giờ các bạn vào nhóm Facebook để chúng ta học live stream lý thuyết nhé Đặc thù của khóa học này là chúng ta phải học lý thuyết mới làm được bài tập Vì vậy mà với các buổi học live stream này cô khuyến khích các bạn là Cố gắng tham gia đầy đủ các buổi học live stream để mà Trong quá trình học nếu có chỗ nào không hiểu thì các bạn có thể hỏi trực tiếp giáo viên Chúng ta tương tác trực tiếp để có thể hiểu bài sâu hơn như với những cái buổi học live stream nếu các bạn không tham gia được Thì các bạn có thể hoàn toàn xem lại live stream sau như là Ở cái mục bài tập hàng ngày của chúng ta sẽ có mục là bài tập hàng ngày Khi các bạn mở cái bài tập hàng ngày của chúng ta ra Thì bạn sẽ thấy được là bài của chúng ta sẽ hiển thị như này như là Và bạn nhớ là chúng ta sẽ chọn Chúng ta sẽ làm bằng cách là chọn kích vào đáp án Ví dụ với câu số 1 cô chọn ý C sau khi em chọn xong cái câu đó thì cái câu đó nó sẽ biến mất Đợi Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang với cái câu số 2 Đợi Với câu số 3 tương tự như vậy Bởi vì là cô cho anh quay video Nên là cô cho anh đã bật trước cái bài này ngày ra Nên là khi mà em làm xong thì em sẽ thấy có đáp án này Có lời giải chi tiết như này Còn bình thường thì mỗi một ngày cô trai anh sẽ mở thi online Vì vậy mà à, thời gian thi sẽ là trong vòng 24 giờ Nên là trong cái khoảng thời gian thi online thì sẽ không hiện đáp án như này mà sau 24 giờ của ngày hôm đó mới hiện đáp án chi tiết như này các bạn nhé. Có một điều nữa các bạn lưu ý đó là khi mà các bạn chọn cái đáp án nào thì cái đáp án đó nó sẽ bị mất đi. Vì vậy mà các bạn theo cô thì các bạn lên là đấy ví dụ vừa lấy cô chọn câu 1 rồi thì nó đã bị mất mất câu 1 rồi bây giờ nó sẽ thấy nó chỉ còn từ câu 2 trở đi thôi. Và khi em chọn đủ 50 câu thì màn hình nó sẽ trắng xóa và không có gì nữa. Nên là các bạn nhớ là để mà điểm số của chúng ta tốt hơn thì theo cô là các bạn nên làm ở trong sách trước. Rồi sau đó khi các bạn lên môn thì các bạn sẽ chỉ tích đáp án thôi. Sau khi các bạn làm xong thì sau 24 giờ của ngày hôm đó sẽ có hiện lời giải chi tiết như các bạn lúc trước xem. Ngoài phần là phần lời giải chi tiết ra thì bạn có thể xem được cái phần video chữa bài. Chứ ở cái mục phần video chữa bài này khi mà ví dụ sau 24 giờ ngày hôm đó nó sẽ hiện cái phần video này ra thì các bạn sẽ xem được cái phần video chữa bài của cô. Khi các bạn xem lời giải chi tiết, xem video chữa bài nếu như các bạn vẫn thấy có chỗ nào mà các bạn không hiểu thì các bạn có thể đặt cái câu hỏi, đăng cái câu hỏi đó bằng cách chụp lại câu hỏi của các bạn và đăng trong cái mục giải đáp thắc mắc của tuần của bài tập tuần đó ở trong nhóm Facebook để cô và các anh chị trợ lý sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn nhé. Nhưng bây giờ cô sẽ mở cho các bạn thử bài tập của một ngày của một ngày. nếu như một cái ngày bình thường khi các bạn bước vào khi các bạn bước vào làm bài ạ, thì các bạn sẽ thấy nó hiện ra cái giao diện như này. Cái bài của ngày 2 tháng 5 là cô cho anh mở trước ra để cho các bạn biết được là nội dung trong đó nó có cái gì phần đáp án nó thể hiện như thế nào thế còn với bình thường khi mà các bạn vào làm bài tập tuần hàng ngày ấy thì nó sẽ thấy được là giao diện nó sẽ hiện như này tức là các bạn sẽ phải điền số báo danh của mình đây là mục bắt buộc bởi vì sao vì cái số báo danh này sẽ giúp cô quản lý các bạn trong quá trình học số báo danh này sẽ dùng để chấm chuyên cần tức là sao ví dụ bài ngày hôm đấy của các bạn các bạn có làm hay không thì sẽ thể hiện bằng cái việc là các bạn nộp bài mà lột bài thì cô biết rằng là bạn có làm bài hay không được bằng việc là các bạn sẽ phải điền số báo danh này vào và mỗi một bạn khi vào nhóm sẽ được cấp một số báo danh và số báo danh sẽ không trùng nhau cái mục số báo danh này thì các bạn sẽ xem ở trong cái danh sách nhóm mà cô trang đăng cô trang sẽ đăng ở cái bài hướng dẫn học ở trong nhóm facebook nhé ví dụ số báo danh của cô là số 1 khi cô điền số báo danh của cô vào thì cô sẽ ấn vào là vào lục đáp án rồi bạn phải điền số báo danh thì bạn mới vào làm bài được và khi các bạn làm bài thì các bạn sẽ chọn là gì này. Đấy, bình thường là chúng ta sẽ chọn như này, cứ chọn câu nào thì đáp án nó sẽ như là chúng ta cứ chọn câu nào thì câu ấy nó sẽ mất đi và khi bạn chọn đủ hết thì cái màn hình của chúng ta sẽ trắng em nhé. Bạn thân mến, đấy là phần bài tập hàng ngày. Bạn nhớ cho cô là bài tập hàng ngày này sẽ là bài tập chấm chuyên cần. Chấm chuyên cần tức là sao? Tức là các bạn bắt buộc phải làm bài tập và lục bài cho cô theo quy định của ngày. Nếu như trong một tuần mà có từ ngày thứ hai trở đi mà các bạn không làm vào lột bài thì các bạn sẽ bị ao khỏi nhóm vĩnh viễn. Ở khi mà các bạn đã bị loại khỏi nhóm vĩnh viễn thì các bạn sẽ không được hoàn học phí. Đây là một cái quy định của cô trai anh để bắt buộc các bạn phải chăm chỉ và các bạn sẽ phải theo đúng lộ trình mà cô trai anh vạch ra cho khóa học này để đạt được hiệu quả của khóa học. Thực ra thì cô trai không muốn loại bạn nào khỏi nhóm cả. Nhưng mà cô trai anh phải dùng cái quy định này để quản lý các bạn để buộc các bạn phải học hành chăm chỉ thôi. Là cô hy vọng các bạn sẽ chấp hành tốt và các bạn sẽ cố gắng học khai thác hết nội dung của khóa học để đạt hiệu hiệu quả nhé. Sau khi các bạn học xong lý thuyết, làm xong bài tập mỗi ngày rồi, thì các bạn sẽ kích vào cái mục thi thử hàng ngày. Mỗi một ngày cô trai sẽ tổ chức thi thử. Cái bài thi thử này sẽ là cái bài mà để đánh giá cái mức độ hiểu bài của các bạn ngày hôm đó. Nhờ cái đề thi thử này thì mỗi một ngày chỉ có 10 câu thôi, rất là nhẹ nhàng. Và 10 câu này thì cô trai anh soạn, 10 câu này thì cô trai anh soạn theo cái kiểu đó là tổng hợp toàn bộ cái nội dung kiến thức trọng tâm có trong ngày hôm đó thì khi các bạn làm cái bài thi thử này thì các bạn nhớ là các bạn không sử dụng bất cứ tài liệu này không sử dụng bất cứ tài liệu nào làm bằng tất cả khả năng của các bạn để xem xem là với cái mức độ lĩnh hội của cái ngày hôm đó của chúng ta đạt được bao nhiêu phần trăm nhé cái phần đề thi thử này nếu như các bạn muốn tải cái file về để các bạn luyện thêm thì các bạn có thể kích vào cái mục tải tài liệu này khi bạn kích vào một tài liệu thì bạn sẽ thấy có cái tài liệu như này bạn chỉ cần tải về bạn chỉ cần tải về là được thôi còn nếu mà bạn muốn bài thì bạn sẽ kích vào mục điền số danh điền số danh của các bạn vào là sau đó các bạn vào thi bình thường rồi cựa thân mến đấy là toàn bộ cái phần nội dung khóa học cũng như là cái cái cái, cái hướng dẫn học mà cô cho anh vừa mới trình bày ở trên những cái nội dung này Nhờ, qua dần dần thì chúng mới đầu có thể sẽ là bỡ ngỡ nhưng mà dần dần thì qua các tuần thì chúng ta sẽ quen dần thôi trong nhóm Facebook cô cho anh có anh các anh chị hỗ trợ các bạn Nhờ, để mà các bạn có thể quen với cái phương pháp học cũng như cái cách thức học của nhóm mình vì vậy mà nếu như các bạn có bất cứ những cái vướng mắc nào trong quá trình học tập khóa học này thì các bạn đừng ngần ngại đặt câu hỏi để cô và các anh chị trợ lý sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn nhé ngoài cái nhóm Facebook ra thì cô cho anh còn có nhóm chat Zalo để hỗ trợ các bạn thêm nữa để cho các bạn để tạo thành một cái 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 môi trường học tập để các bạn trao đổi, học hỏi lẫn nhau nữa. Nhờ các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ những cái hướng dẫn về khóa chuyên đề ngữ pháp 11. Chúc cho tất cả các bạn sẽ có những trải nghiệm học tập thú vị và đạt được hiệu quả cao trong môi trường học tập này. Tại vì các bạn